Bài 18 nè, chiếu một chùm tia đơn sắc song song hẹp, nó giống như một tia tớ thôi, đọc cho nó từ môi trường trong suốt nè, môi trường trong suốt nè là N1 nè, tới môi trường thứ hai là môi trường gì, là không khí. Không khí bằng mấy? Bằng một. Hiểu cái chỗ này chưa đã? Từ môi trường song suốt tới môi trường không khí nha, bạn phải biết phân biệt nha. Biết rằng tia tớ hợp với mặt phẳng chất lỏng. Mặt phẳng chất lỏng đâu chị? Thấy rõ ràng không? Tia tớ hợp với mặt phẳng chất lỏng một góc bao nhiêu? 60 độ. Nhìn vô cái hình này, mặt phẳng chất lỏng đâu chị? Đúng rồi, đây là mặt phẳng chất lỏng nè. Mặt phẳng chất lỏng nè. Vậy tia tớ nè hợp với mặt phẳng chất lỏng là góc này hay góc này? Tia tới hợp với mặt phẳng chất lỏng một góc 60 độ. Bên trái 60 độ nè. Được chưa? Tiếp tục nè. Và tia khúc xạ. Khúc xạ thì mình vẽ, muốn vẽ được khúc xạ vẽ vectơ pháp tuyến. Vẽ cái tia khúc xạ xuống. Đây là R nè. Đây là Y nè. Tia khúc xạ khi đó hợp với mặt phẳng chất lỏng, hợp với mặt phẳng chất lỏng 45 độ. Góc nào? Góc này hay là góc này? Đánh số vô đây cho bạn thấy. Số 1 hay số 2? Hợp với mặt phẳng chất lỏng 45 độ. Số 1, đúng chưa? Hiểu? Hiểu cái đề chưa đã? Không hiểu cái đề là coi như bài này sai. Tính gì? Tính N1. Thì mình nhớ công thức là đi. Xiên Y chia xiên R bằng N. 2-1 bằng N2 chia N1. N2 có chưa? Rồi. 1. Xiên Y có chưa? Chưa. Xiên R có chưa? Vậy phải tìm Y chấm hỏi. Tìm R chấm hỏi. Y bắt đầu nhìn vô. Y đây này đúng không? Vậy muốn tìm Y thì nhìn vô cái góc này. Góc này nhiều. Vậy muốn tìm Y làm phép gì? Trừ ta có. Ta có Y bằng 90 độ. Trừ đi 60 bằng. Hiểu. Tiếp R ha. R. Nhìn vô R là góc này nè. Nhìn vô góc này nè. Nhìn vô cái số liệu người ta cho để làm. Vậy muốn tìm R thì lấy 90 trừ 45 độ bằng 4. Ừ cái gì? Xiên. Rồi bắt đầu áp dụng công thức. Rồi bấm máy tính suy ra N2. Hiểu không? Dễ không? Khó nhất là cái hình thôi. Không hiểu cái hình